của mình và mình là Anh Thư đây. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một khách mời, đó là em mình. Và đây là em mình. Hai các bạn, mình tên là Bảo Trân. Hôm nay mấy tụi mình sẽ hát mực bento. Nhưng mực bento, mực bento này hình như là không có cay. Màu đỏ cay chứ. Nhưng mà chưa có cay lắm. Mốt mấy tụi mình sẽ mua bịch cay hơn nữa. Tại vì còn có hai gói à. Mình định mua 4 gói lận mà còn có 2 gói luôn, cho mình lấy luôn. Không, với lại cũng định mua gói cay hoặc cay nhưng mà chỉ còn gói này thôi. Rồi. Bây giờ mình sẽ xé nó. Cái mùi nồng lắm luôn á. Đúng như mà cay rất tới vậy đó. Cái này thì mình cũng thường xuyên ăn. Cái này 5.000 mà tới hình như là 3 miếng luôn á. Đúng rồi, tới 3 miếng luôn. Rồi. Ăn thôi. Chưa nha, để chưa. Em chưa cắn luôn á. Để em mới cắn chưa nhai luôn á. Đây. Trời ơi. Trời ơi. Nhiều quá. 1 2 3. Xong chưa? 1 2 3. Mình không ăn cắn con chị mình. Ngon. Nó thiệt chứ mà cay. Mà chị mình ăn cay là được, đỡ hơn. Là không ăn cay được. Mày ăn cái đồ mồ hôi rồi, trời ơi. Mà gói này là gói cay hấp thôi. Còn cây nhiều nữa, mà chắc mình ăn cây nhiều chắc mình hô á. Mốt mấy tụi mình định hấp. Mốt mấy tụi mình sẽ hấp. Tiếp. Cao quá. Cay mà da nữa. Cũng hơi dai chứ không dai lắm. Mình không phải ăn cay luôn á. Mình hứa từ khi mà mình ăn cái này, mình sẽ không bao giờ ăn cay nữa. Mình ngừng chút, mình đi lấy nước. Rồi hả các bạn? Sau khi hai mình uống nước. Nhưng mà vẫn còn cay. Ăn kiếm. Đúng rồi. Mình thề là mình chưa ăn miếng nào luôn á. Mình lúc mà ngưng cái đoạn này đợi em mình đi lấy nước, mình không ăn một miếng nào, mình thề luôn á. Mình cũng vậy luôn á. Mình không dám, không có cái gì cay hết. Ừ. Rồi cho dù mình cho mình một tỷ mình cũng không chịu ăn nữa. Lần cuối cùng. Không có hấp tiếp không? Xin chúc mình chết. Khác bên nhà mình có bán các bạn, chỉ 5.000 một gói thôi. Hai gói mà bánh gì cũng có, như là kẹo dẻo, bánh mì cookie cũng có nữa, nhưng mà mắc lắm. Bánh mì cookie tới 135.000 lận hộp á. Thì đó có bán nhưng mà giờ hết rồi. Mà hồi đó bán tới 135.000 luôn. Mấy tụi mình cũng có mua về cho rất là vui mà giờ hết rồi. Lúc đó mấy tụi mình chưa biết đăng tải lên, bây giờ biết rồi. Nhưng mà giờ hết rồi cho nên không có mua bánh mì cookie giới thiệu cho các bạn được. Nhỏ vậy à. Cảm ơn chị trời. Ăn một bánh tô vô. Mà uống nước lạnh vô là một bánh tô giòn lắm luôn á. Nhây như là bánh nữa các bạn. Cho dù uống nước của nào cũng chưa hết nữa. Cũng còn cay nhưng mà còn cay tí xíu. Mình hứa thôi mình ăn cái này mình sẽ không thể ăn nữa luôn á. Cay chứ. Sao chị ít hơn em nhỉ?
Chị nói thiệt luôn á, chị hề rồi á. Hồi nãy chị ăn quá trời luôn á. Hồi nãy chị ăn nhiều hơn em, bây giờ chị ăn cay đồ nhiều hơn em. Cái gì ngon mình thích lắm á, nhưng mà có điều cay ha. Chèm miếng nước. Yeah. Mình cho các bạn xem nha. Trong cái bao này không có gì hết á. Mốt mấy tụi mình sẽ mua hai hộp bánh mì cốt kim về và thử thách coi ai làm bánh mì cốt kim nhanh nhất không. Nhưng mà mấy tụi mình có tiền mua nhưng mà không biết chỗ nào bán thôi. Có một chỗ duy nhất bán nhưng mà giờ hết bán rồi. Nhưng mà cũng nó cũng mắc nữa. Thêm miếng nữa. Trời ơi, mới ăn con miếng hồi nổi hết da gà rồi. Chỗ đó còn có bán được hứa cái bịch như thế này là các bạn nhỏ nha. Mà tới 45.000 nữa. Ừ. Ăn vô ghê lắm. Có kẹo húi nữa. Món bên tụi mình cũng mua cái hú về để ăn các bạn thử nha. Chị đã hăng hiền. Và phần thưởng của mình đó chính là 20 triệu này. Nếu mà mấy món mình hát cái này là mình hình thể của em mình đó chính là vẽ mặt mèo. Bây giờ hình phạt nha. Đơn đây đã ăn cay mà còn bị hình dạng mình biết mình hô luôn á. Để mình coi gương nha. Trời ơi xấu ghê luôn á. Dẹp kinh dẫn. Rồi ok. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn